Theo AP, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời hôm 29 tháng 11, thọ 100 tuổi. Công ty tư vấn của ông, Kissinger Associates, cho biết ông Kissinger qua đời tại nhà riêng ở bang Connecticut. Trong những năm cuối đời, Kissinger đã đưa ra lời khuyên cho cả đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ về các vấn đề toàn cầu. Ông đã nhiều lần xuất hiện tại Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump. Ông Henry Kissinger sinh ở Đức ngày 27 tháng 5 năm 1923, là người Do Thái chạy trốn khỏi Đức Quốc xã cùng gia đình khi còn ở tuổi thiếu niên. Trong 8 năm là cố vấn an ninh quốc gia, sau đó là ngoại trưởng, ông Kissinger đã giải quyết rất nhiều vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng. Ông là người đầu tiên tiến hành ngoại giao con thoi trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở Trung Đông. Ông sử dụng các kênh bí mật để theo đuổi mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, chấm dứt hàng thập kỷ cô lập và thù địch lẫn nhau. Đồng thời đã khởi xướng các cuộc đàm phán ở Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam để đưa Mỹ thoát khỏi một cuộc chiến tốn kém. Và ông theo đuổi chính sách hòa diệu với Liên Xô dẫn đến các thỏa thuận kiểm soát vũ khí,